Hi, mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa trên vùng miền đất nước nha. Thì hôm nay thợ cù bắp mình cũng tiếp tục là chế một cây thang. Cây thang này thì có 102 nha cả nhà. Thì cây thang này là mình làm thử coi là có được hay là không nha cả nhà. Tại vì cái thang này là chưa có ai làm bao giờ. Chỉ có ở trên là thang nhôm mới có làm thôi. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ và cái cách để làm luôn. Thì mình cũng mời cả nhà theo dõi mình làm. Nếu thấy video mình hay hữu ích nhớ đăng ký và cho mình một like nha. Rồi xong và cuối video mình sẽ nói về chi tiết và cách thức làm như thế nào nha. Thì mời cả nhà xem.